Và sau cùng, kính mời quý khán thính giả theo dõi tiết mục Thế cuộc xoay vần với bình luận gia Đại Dương. Đại Dương xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đón xem chương trình Thế cuộc xoay vần. Kính thưa quý vị, tại Diễn đàn Đối tác Phát triển Việt Nam sáng ngày 5 tháng 12, Thủ tướng Cộng sản Nguyễn Tấn Dũng đã tuyên bố thu nhập bình quân của người Việt được 1.960 USD vì GDP đã tới 176 tỷ USD. Như vậy thì vấn đề nợ xấu, ông ta bảo rằng trong năm nay đã giảm 2.5% so với 3.9% của năm ngoái. Điều đó có nghĩa là nợ xấu đã giảm rồi. Nhưng mà thực sự như thế nào? Nợ xấu đó bởi vì chính phủ Việt Nam đã lập ra một cái gọi là công ty quản lý tài sản để mua tất cả nợ xấu của các ngân hàng và các doanh nghiệp. Do đó cho nên tình trạng nợ xấu nó giảm, chứ không phải nợ xấu nó mất đi, bởi vì nó sẽ dồn vào một đống đó. Và cái việc giải quyết đó như thế nào? Bây giờ công ty này họ sẽ đưa về cái số nợ khoảng 17.300 tỷ đồng, tương đương với 820 triệu USD. Vì giải quyết món nợ này như thế nào? Bây giờ họ về họ mới sàng lọc ra món nợ này nằm ở đây như thế nào? Họ phân loại ra, xong rồi mà họ đưa bán. Nhưng mà bán có ai mua hay không? Vấn đề đặt ra như vậy. Bởi Việt Nam chỉ muốn bán những cái thứ mà thừa thải người khác không mua, cho nên rất khó bán. Ngược lại không chịu bán những cái thứ mà như là công ty có lời chẳng hạn, họ không chịu bán. Các cái doanh nghiệp nào có lời họ không chịu bán, doanh nghiệp nhà nước có lời họ không chịu bán. Như thế cho nên dẫn đến cái tình trạng là chưa biết giải quyết cái cục nợ như thế nào, hay nó vẫn nằm một đống đó. Bây giờ cái cơ may giải quyết đó rất là thấp. Bởi vì thưa quý vị, như chúng ta đã nói là rất khó tìm cái người mà mua cái số nợ xấu mà không thể giải quyết được, không ai giải để mà bỏ tiền như vậy. Bây giờ Nguyễn Tấn Dũng đã nói rằng tăng trưởng GDP năm 2013 là 5.4%, sẽ lên 5.6% vào năm 2014. Nhưng mà thực sự họ tính cái GDP như thế nào? Việt Nam tính GDP một cách kỳ quái, không theo tiêu chuẩn quốc tế. Có nghĩa là lấy cả những cái số lời mà các công ty ngoại quốc, các cái nhà đầu tư ngoại quốc trực tiếp gọi là FDI, cái lời đó họ chuyển về nước rồi, nhưng mà Việt Nam vẫn coi đó là thuộc GDP của mình. Do đó cái đồng tiền không có của Việt Nam, nó đã chạy ra ngoại quốc rồi, nhưng vẫn tính đó là cái kiểu tính của Việt Nam. Thì ông Nguyễn Tấn Dũng cho rằng doanh nghiệp nhà nước đã 80% các doanh nghiệp nhà nước đã có lãi rồi và đã đóng góp tới 33% GDP cho Việt Nam. Thưa quý vị, điều đó có đúng hay không? Doanh nghiệp Việt Nam thì chiếm tới 70% vốn đầu tư của toàn xã hội, 50% vốn đầu tư nhà nước, 60% tín dụng của ngân hàng thương mại, 70% nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức. Nhưng mà họ chỉ thuê được có 10% lực lượng lao động. Họ lại nợ tới 2 tỷ Mỹ Kim. Như vậy thì so với tư doanh thì họ thuê tới 86% lao động. Nhưng mà trong thời gian vừa qua thì đã có 400.000 doanh nghiệp bị phá sản. Gần như bằng phân nửa cái số doanh nghiệp mà đã hình thành từ khi có luật đầu tư vừa qua. Thưa quý vị, nếu như vậy thì chúng ta thấy rằng cái nguồn vốn quá lớn mà lại đem vào cái lợi ích quá nhỏ. Còn góp với GDP tại sao như vậy? Tại vì tất cả những doanh nghiệp tư nhân là chiếm hữu tất cả những cái nguồn dầu hỏa, khoáng sản, nông sản, thủy sản. Tất cả những cái đó nó đem lại tiền, chứ không phải cái lợi nhuận mà từ cái lao động giống như tư nhân làm. Tư nhân là mua nguyên liệu, vay tiền rồi làm ra cái sản phẩm đã bán. Như vậy cái lợi nhuận đó mới là đáng kể. Ngược lại ở đây thì cái lợi nhuận là do cào cấu, do khai thác các cái tài nguyên thiên nhiên đem bán. Chứ cái điều 33% không giải thích được là cái lợi thế của nền kinh tế doanh nghiệp nhà nước. Bây giờ thì chúng ta hỏi rằng liệu kinh tế
Việt Nam có trì trệ hay không? Thưa quý vị, có, bởi vì cái hiến pháp năm 2013 đã quy định rằng kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, mà nó đã thất bại rồi, dĩ nhiên nó tiếp tục thất bại. Và như vậy thì các khu chế xuất gồm có 289 khu chế xuất, 15 khu kinh tế ven biển tại 59 tỉnh. Mà như vậy hiện nay tất cả các khu chế xuất đó chỉ có chiếm được 63% diện tích thôi, còn 40% bỏ rơi, bỏ không. Như vậy rõ ràng là cái việc đầu tư này nó không có lợi, đầu tư này lãng phí. Vì như vậy trong tương lai nó sẽ tính vào cái số mà nợ công, không thay đổi được cái nợ công thì tức khắc là nền kinh tế phải sập. Và người ta có thể đi đến một cái lối thoát nào cho Việt Nam, phải cấp tốc cải cổ doanh nghiệp nhà nước. Nhưng mà doanh nghiệp nhà nước bây gọi là nền kinh tế nhà nước thì hoàn toàn độc quyền. Do đó cái chuyện nói cải tổ là chuyện mơ hồ. Và tăng hỗ trợ cho tư doanh, cái chuyện nó cũng mơ hồ. Bởi vì ông tư doanh bây giờ chỉ là vay lại của ông doanh nghiệp nhà nước mà thôi. Thì như vậy người ta có thể kết luận một câu là nền kinh tế Việt Nam như thế nào? Nó là sáng giả nhưng mà tối thật. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của bản tin Qua Tin Đốn xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay và những ngày cuối tuần thật an bình và hạnh phúc bên người thân và bạn hữu. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.